Gôn ra. À. À rồi. Mi phải không? Rồi. Dạ có thể liền xin cho con một tràng pháo tay nồng nhiệt để tôi được quý vị ơi. Dạ con cảm ơn rất nhiều. Con lời kính chúc quý vị một buổi tiệc thật vui tươi và càng ngày thì vui thì hạnh phúc thật to nhỉ. Chúng ta luôn đang hạnh phúc đang đàn chân. Lúc nào đã đau đớn sao xin nhân ngập lòng. Ngày nắng cưới đưa tình ta lên đôi. Cầu thông cầu xanh đẹp như cưới. Xin cảm ơn và cảm ơn quý vị cũng đang có tay và tạm biệt. Kính thưa quý vị và trước khi nhận được sự góp vui của toàn thể quan khách, ngay từ bây giờ xin cho một tràng pháo tay để chào đón MC Tú Trinh sẽ tiến về sân khấu một người em gái rất dễ thương. Vỗ tay cho Tú Trinh các quý vị ơi. Phiêu là phải thêm đợt đi chứ lỡ leo lên lưng cọp rồi. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn lời giới thiệu của anh MC đẹp trai Tú Trinh chúng ta rất là nhiều.